Bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái món canh khoai mỡ bằng máy Instant Pot. Ở đây là một cái lon nước súp xương mà mình hầm sẵn, tại vì mình cũng hơi bận á. Hầm sẵn mình để tủ đá. Bây giờ mình lấy ra mình nấu canh. Thì trên mặt nó có nhiều mỡ, mình sẽ vớt bỏ cái mỡ. Và đây là củ khoai mỡ. Khoai mỡ, tại sao mình nấu bằng cái máy này, là tại vì mình thích ăn mà nó nhuyễn, thiệt là nhuyễn á. Cho nên nếu mà cắt lát, bạn nào thích ăn cắt lát á, thì nấu trong cái nồi, còn mình thích ăn nhuyễn thì mình dùng cái máy xay này mình nấu nấu nồi canh. Thì trong thời gian mình đi chiên mực hay mình làm gì khác thì mình sẽ bắt cái nồi canh vào cái máy Instant Pot này. Sau khi mình chiên xong thì canh nó cũng vừa chín. Bây giờ mình đi cắt cái bịch khoai mỡ này ra, mình rửa và mình bỏ vào máy xay. Mình đã đổ hai cái miếng khoai mỡ vào trong. Còn bên này thì nước lèo mình đã đông, thì mình chỉ cho đủ vừa mình nấu một tô ăn, tô nhỏ nhỏ ăn lần một thôi. Nó chưa đã hết nè. Giờ mình sẽ thử mình để nguyên cả cái cục đá thử coi sao. Mình đã rã đông hết 6 phút rồi, đầy quá. Sau khi dầm đá vài vài lần thì đá nó tan, nó sụp xuống chút xíu, thì mình đậy nắp nó vừa rồi. Lần này mình thử coi là mình để cái đá nó xay như thế, nấu như thế nào. Tại vì mình đã mua máy tốn tiền thì máy nó phải giúp cho mình tiết kiệm thời gian cho khi mình bận rộn. Thì mình bây giờ mình bấm rã đông thì mất 10 phút, nó mất thời gian á. Bây giờ mình bắt đầu nấu canh ha. Cũng lại là cái chế độ soy meal thì nó hơi lâu, để coi. Soy meal đi. Rồi bấm sạc. Để coi nó làm sao. Bây giờ đầu tiên nó cũng sẽ đun sôi. Thì cái máy này á, ở phía trên cái màn hình nó hướng dẫn các bạn nấu món này món nọ, chứ thực ra mình quan sát, mình nắm cái quá trình quy trình của nó làm á. Thì thí dụ như là xay sinh tố thì nó chỉ quay, nó không có nấu, mà nó quay 1 phút 30 mấy giây chẳng hạn. Rồi cái chế độ mà xay đá nè thì mình chưa có thử. Còn chế độ này á thì nó xay 4 phút mấy, nó xay nó không có nấu. Rồi qua bên đây súp thì nó nấu mà nó không có xay nhuyễn lắm, cái này mình chưa có thử. Rồi soy meal là 25 phút, còn sữa gạo thì mình thấy hình như nó thời gian nó thấp hơn. Súp thì khoảng chừng 12 phút thôi. Thì tùy theo cái món mình cần mà mình sẽ chọn cái chế độ, không nhất thiết phải giống hệt như thế này đâu. Tại vì có những món nó không có trong cái những cái thực đơn này, thì mình lợi dụng cái thời gian của nó nấu hoặc là nó xay, hay là vừa nấu vừa xay, để mình chọn cái quy trình hoạt động nó phù hợp với cái món ăn của mình. Bây giờ nó đang đun sôi thì mình cũng hy vọng là cái đá này nó tan, mình thử. Nếu mà là không được thì lần sau mình làm khác, nhưng mà mình nghĩ là 8 cái lưỡi dao này là nó dư sức, nó đánh tan cái cục đá này. Thì đá này nó cũng xốp xốp rồi. Mình biết là cái chế độ nấu sữa này nó sẽ đun sôi, thì trong thời gian này mình nghĩ nó sẽ làm đá cho nó tan ra. Bây giờ mình để đây cho nó làm gì làm, mình đi làm việc khác. Đây, bên này đá nó đã tan hết cái đá rồi. Tan hết đá. Như vậy nó cũng tiết kiệm cho mình 10 phút để rã đông. Bây giờ các bạn thấy nè, một á là mình để luôn như vậy theo cái chế độ là sữa soy meal, thì mình sẽ chờ trong vòng 23 phút 58 giây nữa mình có canh. Nhưng mà bây giờ mình muốn thử và mình biết chắc chắn là nó được thôi,
Giờ cái canh của mình đã được nấu sôi 100 độ C hay 99 độ. Thì bây giờ nó đã chín nó sôi, mình không cần phải chờ tới 25 phút nữa. Mình sẽ bấm nút hủy, cancel, nó tắt. Và mình sẽ chọn chế độ mà quay sinh tố để mình tán nhuyễn cái canh ra. Đó, mình chọn chế độ đó. Thì chỉ cần 1 phút 38 giây nữa thôi. Mình bấm nút start. Các bạn thấy, nó xay nhuyễn rồi, mình có thay vì phải mất 25 phút để nấu để làm thành cái nồi canh và khoảng 5 phút đun sôi tổng cộng 30 phút, thì mình chỉ cần mượn cái chế độ đun sôi của soy meal. Sau khi đun sôi rồi mình bật qua chế độ sinh tố, và bây giờ muốn